Đây hai các bạn nè, Maria bữa nay định làm mực nè, các bạn. Mực nướng nè, rất là bự luôn. Mình sẽ nướng sa tế các bạn, mình sẽ đổ ra cho các bạn coi nè. Đây quá bự luôn. Thì bây giờ mới rửa sạch sẽ xong rồi mới sẽ sắt cho nó dễ thấm các bạn, cho nó mau thấm. Mới sẽ làm giống như chút chút vậy nè, sắt vậy nè. Xong rồi nướng, xong rồi mới ướp một hồi nữa mới nướng. Nha các bạn, mới đi rửa sạch sẽ đã. Để nguyên miếng nhưng mà mới sẽ sắc vậy. Đó. Có cái thấm được ra luôn. Nè, đây mới sẽ sắc bên này. Cho nó dễ thấm các bạn. Tại vì ướp á, nó bự vậy nó sợ nó không có thấm. Làm cho anh đây hả? Anh ăn hấp dẫn này. Chưa thấy chưa gì hết nè. Mà ông xã mới đi mua đó mà. Mua cho Mary đó. Đây, mình sẽ để đó. Đây các bạn, vậy là được rồi. Thì Mary sẽ ướp thêm miếng ở chỗ này nữa đi. Ướp sạch tế. Đây các bạn, chị em có sa tế nè, sa tế tôm. Mà không biết luôn cái này luôn các bạn, mà ông xã kêu nướng sa tế. Đó, các bạn. Đây mình sẽ để sa tế trước nè, cho nó có màu có mè nè. Này là sa tế tôm các bạn, không phải sa tế ớt, nhưng mà nó cũng có ớt ở trong này. Ớt thì mới sợ hai con mắm ăn không được, hy vọng là hai đứa ăn được thì ăn. Một hồi mới sẽ chấm thêm ớt nữa mới ăn. Đúng ra mới định mua sa tế ớt các bạn, mình tự nhiên đi mua sa tế tôm. Mới để nước mắm nè. Này đường. Mày nướng lò các bạn, không phải là nướng ấy đâu, phải là nướng than đâu. Giờ này không có thể là nướng than được, cái này là biết tiêu. Mình sẽ để thêm chút xíu bột ớt nè, cho nó the the, cho nó cay. Mà nếu mà cái này mà mình ăn một mình nó mới sẽ làm cay thiệt là cay luôn. Mà một hồi mình sẽ chấm thêm, mình cũng muốn ông xã mình ăn. Mình đeo vào tay để mà nè. Đây. Cho nó dễ thấm nè.
massage nó các bạn. Mình sẽ ướp xong để đó nha, một hồi nữa mới nướng ướp trước cho nó thấm. Đây các bạn. Nó một hồi nữa, tay mẹ dơ rồi. Okay. Mom, I can put it here for you. Okay. I can put it here for your daddy, okay? Okay. Nó đưa cho mẹ chiếc nhẫn của nó, kêu đeo chiếc nhẫn của nó. Đây các bạn. Được rồi các bạn ơi. Mình sẽ để về thêm một xíu nữa. Mình sẽ đậy nắp lại. Một hồi nữa mới nướng. Thôi, xong. Đây các bạn, cái này mới ướp khoảng một tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng nè. Đây. Để còn để rau mực mùa hè đó, người nói qua rồi, thích mùa hè lắm. Tại được nướng than các bạn, nướng than nó sẽ ngon hơn nướng lò. Theo mình thấy mình thích nướng than hơn, tại nó thơm cái mùi than á, nó rất là ngon, mình mê than quá trời. Mà bây giờ thì không có ra được, trời lạnh quá trời. Đó, mình để vô lò nướng các bạn. Đây các bạn, mực nướng đây. Xong rồi. Giống cá không? Đây các bạn, mình sẽ để lên đây. Đó. Đó, các bạn. Nó cay các bạn, cay cay đó. Đây hai các bạn, thì đây mực nướng xong rồi nè các bạn. Nhìn nó hơi đen đen nhưng mà thật ra nó không có khét đâu các bạn. Tại mới cái sauce á, cái sauce nó mới để lên xong mới nướng thêm chút xíu cho nó thấm vô cái mực này nè, nên nhìn nó hơi đen đen nhưng mà nó không phải là khét đâu. Đây rau mực đây, để mình sẽ dỡ lên cho các bạn coi nè. Đây các bạn, đây này cái rau nó nè. Cay lắm bạn. Mình có sauce này để chấm rau nè. Này thì nó béo béo. Có sauce mới ăn cà rốt được trước á. Nước mình để miếng chanh. Cay quá bạn, mình phải uống nước. Cay ớt bột có nó khác mà các bạn. Mình sẽ cắt nó. Đây các bạn.
Rau của nó nè. Ngon không bạn? Nó có ớt cay cay. Mình có làm muối tiêu chanh nữa không ạ? Nhưng mà ăn cái này ăn nó vừa rồi nên mình không cần nữa. Nhưng mà có tương ớt mà. Mình ăn cái nào đúng lúc mình đang đói bụng luôn. Thôi các bạn, mình lấy thêm chén cơm nữa nè, mà nó trắng quá không thấy. Dạ. À, thật ra bây giờ mình cũng đang bận rồi mà. Tại mình với chồng mình đang giặt đồ rất là nhiều luôn. Bữa nay giặt hết mền mùng này, nói chung là tùm lum hết. Vậy bây giờ tới giờ chồng mình vẫn còn giặt đồ. Cái này hai vợ chồng xếp đồ chưa xong, nhưng mà mình sẵn bây giờ trời còn sáng, quay nó sẽ đẹp hơn tại cái đèn của nhà mình vì á, nó không có đúng cái chỗ mới quay, nó không có đẹp. Cơm mới bóc luôn, như lại mới cũng đói bụng rồi. Là muối tiêu chanh nhưng mà không cần. Hồi nãy lúc mình ăn là chưa có chín cơm, mới vừa chín thôi, mình muốn ăn liền luôn, còn nóng luôn. Mình cũng đang đói bụng rồi mà. Mà cũng ăn cơm hộp luôn. Nó cay cay. Để thêm tương ớt.
Đã. Mới có làm đồ ăn để ăn cơm luôn mà. Một con này là 1 ký mấy đó mà, 1 ký. Thank you. Em chắc ta sẽ ăn nhá. Ăn Ngon này thật đấy, đấy. cái này trắng trắng anh nó thích không? Nó hơi cay đấy sao? Ăn thử. Cay phải không? Thấm Yeah. Tại em ướp xong em để lâu không? không sao ngon bởi không Bỏ vậy. sao tới vậy Dạ, sẽ tới tôm. Ngon nước sốt ngon. Nó chết cơm em ăn luôn rồi. Xin chào chị. Thank you. Okay. Ngon mà. Nó cay cay. Ngon. Nó vừa ăn. Mỗi ngày nướng thang chắc cũng ngon lắm. Thơm thơm. Cái nướng thang á. Này hả? Nướng thang Nướng khô hơn. khô hơn rồi. Đúng rồi, cái này còn nguyên nước ở dưới còn. Nướng thang khô gan. Nướng điện nó còn còn đỡ hơn, không khô mấy. Mà em thì mê than hơn, ăn thấy nó thơm thơm cái mà mùi nướng than than á. phải nướng lửa grill, nướng lửa lớn quá nó cháy cháy cái vỏ mà cái sốt này nó mất đi đúng không? Nướng than em phải chở lấy chở lùi vậy, còn anh em có quyền bật lửa trên lửa dưới đúng không? Cái bên gì nó sót nó vẫn dính bắp luôn, nó khô lại. Được không? Nó bắt ai đi hả? Nghĩ không? Đi chợ đâu định mua cái này đâu, cuối cùng vô đó có nghĩ ra luôn thôi mua cái này nướng sa tế. Hôm qua anh nói mà. Rồi, hôm qua em cũng nói nhưng mà em hôm qua không có định làm, cũng không định làm bữa nay luôn. Cái này mực này em nghĩ không ngon tại thấy nó nhiều thịt quá nhưng mà ăn lại ngon, không bị ngán. Dạ, cái sốt. Còn con kia đâu có gì đâu bạn đúng không? Con này bữa nào nướng á, nướng xong á mua hàng mở cái chơi bơ rồi xào thịt bò để bánh tráng cắt mỏng 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 ra cuốn bánh tráng ăn bún nghĩ sao? Ngon, cái này bốc mùi á, tại vừa đủ cay vừa cái kia thơm nữa.
Rồi sao giờ ăn đúng không? Từng miếng từng miếng À, nhưng mà này nướng trước rồi xong cắt mỏng ra trộn với nước sốt của nó trên nó vuốt nước sốt ra chén xong cắt mỏng 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 xong thảy lên nước sốt trộn lại mỗi lần muốn ăn á cái bơ đờ gấp lên để nó vô còn mà. hơn bơ đờ mực nó ăn ngon, cái này ăn ngon hơn, cái này thấm hơn. Rồi nó còn nhảy nữa. Hử? Ngon quá, thích cắn ăn cái môi luôn. Mắt yêu quỷ. Hử? Tại đá thôi. Hử? Mắt nặng gì đá á. Đông đá á. Nó nặng mà. Con này ký mấy mà Có độc đá nữa, nó nặng nữa. nghĩ không nhiêu tại này nó gút cái hơi rồi hiểu không nó gút cái hơi ra rồi chứ đâu còn nước nhiêu đâu hử? Nó chỉ đông đá là cái đá còn bực thôi Đó còn một không? nghĩ không nhiêu à Bữa nào mua con về thử ăn cách xả đá xong rồi cân lại này ăn như này không hợp mấy Cần cây ngon với cà rốt Cái này là ăn cái kia Cái sốt kia ăn ngon hơn Rất ngon Cái sốt trong tủ lạnh nó giống này nè Mà chế lên nó Vừa thấm luôn Là em quét thêm Lúc mà nó gần chín á Em quét xong nước thêm xíu nó thấm vô luôn Ba em đứng nữa thằng cục Con cục nó hơi cồn Nó cháy luôn á Này ngoài khô Nhưng trong còn mềm Ăn sừng sừng này mới giống mực Còn nướng nữa thằng khô queo Nó lại ngon hơn Nhớ rồi hay giữ hũ sa tế không? Mà lần sau nướng sa tế ớt thử nó khác không ngon không cái này là sa tế tôm sa Nổ tế sa ớt tế không biết tôm ngon Nếu ngày Ngày ngon khỏi thử nướng khác Quá nướng món khác mà không biết cục gì Cái đít đó ăn ngon đưa đưa đít nó đi chẳng hả giỡn nó ăn ăn chỗ ngay cái cục thịt ngay cái ngực nó chia ra cái đuôi á nó cục với cái cơ mà ngon nhất mà nó chọc kêu cái đít thôi ngon nhất mà giỡn đưa đít đó đây cái này là ngon nhất của nó mà Gần Nó thấy hấp đâu nó có gần nhiều mà Cài Ngon Em khỏi ăn tối nữa rồi đó Cái này mà có bia hết ý luôn Ăn mấy Em món quên này lấy đồ uống Ừ. Uống rượu này đã rồi Còn cái bia trong tủ kìa Bia em đâu mới uống Ngon Ăn hay uống bia hết ý luôn Này nhậu là thôi rồi nha Mấy món nhậu mà Đó. Anh chỉ nghĩ ra món nhậu thôi chứ món gì Anh là mấy món nhậu là giỏi lắm Tại anh ăn nhậu mà Thì chứ kiếm món gì vậy
Lấy thử coi, trong tủ còn lon bia. Bia hả? Hả? Không biết, chắc lâu lắm rồi. Tại các bạn hai vợ chồng chịu không nổi. Có món nhậu, mới uống rượu, còn ông xã mới uống bia. Bây giờ bữa nay là hai vợ chồng nhậu. Uống chai mòn à. Cái này nó rất là ngọt các bạn. Còn mấy cái đồ khác không uống được. Qua wow, nó còn bọt nữa. Cái này làm triển lãm được. Bia này làm triển lãm được. Mấy năm rồi? Học mấy lâu lắm rồi anh không uống bia. Anh nghĩ nó cũng hơn 5 rưỡi. Còn ok mà. Nhà nghèo hết tiếng Việt. Một hồi hai vợ chồng xính nói bậy bạ các bạn thông cảm. Xỉn ai nói vậy, đem giấc vô phòng thôi đi. Xỉn mình nói gì đây? Ai biết đâu. Món này hay cần ngon. Còn món nữa, còn món chỉ cho. Bữa nào nhớ mấy món nhậu đó. Em làm muối tiêu chanh nhưng mà ăn cái này đâu cần nữa đâu. Nó vừa rồi, vừa cay cay rồi. Nó vừa đủ không mà. Không cần luôn. Nó vừa hết mà. Trong cái nước sốt nó mặn mà. Anh để thêm xíu nước mắm với tiêu ở ngoài nữa. Với xíu bột ớt nữa. Bột ớt thì để cho nó màu. Nó cũng cay cay. Biết nhưng mà nó nhìn nó đẹp hơn. Chết chắc. Món này thì bán ăn nhậu rồi. Mình sẽ xử hết rau. Việt Nam mà kiếm gần biển á, nuôi mực á, rồi tự bán luôn. Bán quán nhậu. Không quán sao nhậu nói mực vậy, nghĩa là mới có thể mở mở nhà hàng bán à. Bán một món này thôi. Lộ mới ăn hết luôn. Còn mà hết mực á. Chưa, con mực chưa ra khỏi lò là mất tiêu. Bán người nào cũng bán hết sạch sẽ nhưng mà không có tiền. Con 200 ngàn. Anh đưa em 200 ngàn. Em bán cho anh. Xong rồi anh bán lại ngược cho em. Cuối cùng 10 con mực mất 200 ngàn. Vẫn còn 200 ngàn mình đâu lỗ đâu. Đúng không? Vậy sao? Bán kiểu đó được à? Được. Nhưng mà lỗ. Có ai qua ủng hộ không? Nhưng mà bảo đảm lỗ, biết sao lỗ mà. Lỗ tiền bia. Tại ăn cái này phải có bia, có rượu. Tại cái món bắt. Ngon. Ăn cái đâu thật. Ăn nhiều. Thôi mà ngon thiệt. Cái này ăn ngon. Kỳ rồi làm dở quá. Làm gì? Kỳ rồi mình làm gì? Em làm mực á. Mực nào ăn, anh đâu có ăn đâu. Như vậy nhìn thấy không hấp dẫn. Đâu có ăn đâu biết. Tùy theo mà món kia em hấp mà. Món hấp là vậy thôi. Không hấp có màu mè. Hấp. Nhìn còn nguyên con là anh không ăn đâu. Nướng thì anh còn ăn, chiên hoặc nướng. Món này hấp, ngon hơn. Luộc không ăn. Mà này ngon hơn kia phải không? Vâng. Nhìn không hấp dẫn. Cái này nhìn hấp dẫn hơn. Nhưng mà cái kia giòn hơn. Cái này nhìn giống gì? Rau mực chứ giống gì? À, cái này cái bàn đít nè, cái này cái cọng nè. Giống gì? Không thấy giống gì hết.
Nhìn kỹ đây. Cay lúc mà chín á mình đổ thêm để ra miếng tương ớt nữa. ngon. Món này chập chưa cạn ly. Ừ. Cạn ly mình ừ. Mình không cạn ly đâu, mình uống làm kiểu thôi, với lại mình nhấp chút xíu thôi chứ không là một hồi mới sinh. Dễ xịn lắm, tại mình không biết uống rượu bia. Còn cái này là ice wine này, nó mấy độ sao? Khoảng mấy độ? Nó cũng 40 rồi. 40 hả? Xem. Ủa sao em không xịn ta? Uống thử chai coi. Uống một ly em còn xịn luôn đi Uống trai. chai thử coi. Chắc video sau á, mình ngồi cầm nguyên cái chai, ngồi uống xong một hồi xịn luôn. Nói gì nói, lúc đó không phải mình. Xịn không xịn? Em tưởng cái này ít độ thôi nhưng mà nó lại Ừ. có vị ngọt ngọt. Nó làm em dễ uống thôi nhưng mà xỉn. Xỉn không? Mình thích cái loại màu đỏ, cũng là giống nhau luôn các bạn, nhưng mà nó có loại màu màu vàng, màu đỏ, màu trắng đó phải không, sao hay là hai màu thôi, ba Ba màu màu. ice wine các bạn. Mình thích nhất là cái màu đỏ, nhưng mà cái này màu vàng khui rồi nên mới uống màu Cái đó vàng. nho nho nó đợt màu tím Uh-huh. thì cái loại nho Sao mình đổ mồ hôi hết à? ngon. Thôi mình ăn xong rồi. Bye các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn video tới nhé. Không uống hết à? Mình với chồng mình ngồi nhậu tiếp. Uống hết đi, Không, uống uống hết đi, hơi tối nữa. nay quý lộc. Em sẽ uống nhưng mà không phải làm video. Uống hết đây tối quýt lộn. Bye các bạn nhé. Anh dọn cậu phòng khác Bye. ăn ngủ.